Anthony Taylor, trọng tài 14 năm bất chính ở Ngoại hạng Anh, bị phạt tuần này sau khi mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận Úp Newcastle vòng trước. Ở vòng 10 trận đấu trên sân Molineux hôm 28 tháng 10, khi tỷ số là 1-1, ông Taylor cho Newcastle được hưởng phạt đền sau tình huống va chạm giữa Hoàng Hee-chang, Úp và Fabian Sa trong cấm địa ở cuối hiệp 1. Pha quay chậm cho thấy Hoàng Hee-chang đã thu chân về khi thấy Sa lao vào và đôi bên gần như không có tiếp xúc. Trọng tài VAR khi đó, ông Zagilev sau nhiều lần quan sát quyết định không yêu cầu Anthony Taylor đến trước màn hình để xem lại tình huống. Từ quả phạt đền, Callum Wilson nâng tỷ số lên 2-1 cho Newcastle. Dù Úp giành lại một điểm bằng việc gỡ hòa 2-2, cổ động viên của chủ nhà vẫn bức xúc và cho rằng VAR vô dụng, còn trọng tài Taylor phá hủy trận đấu. Huấn luyện viên Gary O'Neill cũng nói rằng đó là quyết định tồi tệ. Ban trọng tài Ngoại hạng Anh, sau khi xem lại pha bóng và họp bàn, kết luận đó là quả penalty tưởng tượng của Taylor. Án phạt dành cho trọng tài 45 tuổi là xuống hạng nhất bắt trận Preston North End gặp Coventry City diễn ra 22 giờ hôm nay 4 tháng 11 giờ Hà Nội. Taylor không phải trọng tài đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này bị giáng xuống bắt hạng nhất Anh sau sai lầm. Trước đó, trọng tài viên Adrian Hume bị điều xuống bắt trận Millwall House sau khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của Luis Diaz trong trận Liverpool thua Tottenham Hotspur 1-2. Tình huống đó gây tranh cãi lớn khi trọng tài chính và tổ VAR mắc sai lầm nghiêm trọng do giao tiếp không rõ ràng. Ban trọng tài phải xin lỗi công khai và đình chỉ công việc của tổ VAR ở vòng tiếp theo. Cuối tuần này, Rebecca Bell sẽ là phụ nữ đầu tiên ra sân tại Ngoại hạng Anh với vai trò trọng tài thứ tư ở trận Fulham gặp Manchester United ngày 4 tháng 11. Trước Bell, Ngoại hạng Anh từng có 3 phụ nữ khác tham gia làm nhiệm vụ trong một trận đấu là Wendy Thom, Sin Marcellis và Natalie Aspio, nhưng đều trong vai trò trọng tài viên. Ở trận Fulham gặp Manchester United, nếu trọng tài chính John Brooke không thể tiếp tục làm nhiệm vụ vì chấn thương hoặc bất kỳ lý do nào khác, Wales sẽ thay thế, điều khiển trận đấu.